giảng viên đại học ngồi tù vì chia sẻ bài viết tiêu cực trên Facebook. Phạm Xuân Hào từng là thạc sĩ, giảng viên khoa công nghệ thuộc trường Đại học Cần Thơ đã bị tòa án tuyên phạt 12 tháng tù vì dùng Facebook chống phá nhà nước. Hôm nay, 31 tháng 10 năm 2019, Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Xuân Hào, cựu giảng viên trường Đại học Cần Thơ, mức án 12 tháng tù giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo khoản 1, điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Phạm Xuân Hào sinh năm 1965 tại Sóc Trăng, trú tại phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Trước khi bị xét xử, Phạm Xuân Hào là thạc sĩ, kiến trúc sư, giảng viên khoa công nghệ trường Đại học Cần Thơ. Hội đồng xét xử nhận định Phạm Xuân Hào là người có trình độ chuyên môn và nhận thức xã hội, sử dụng tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ những bài viết tiêu cực trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng không tốt đến nhận thức của cộng đồng mạng xã hội. Phạm Xuân Hào cũng liên tục sử dụng Facebook cá nhân để đăng tải những bài viết xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và kích động người dân chống đối. Hành vi của Phạm Xuân Hào đã phạm vào tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo khoản 1, điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Tòa tuyên phạt Phạm Xuân Hào 12 tháng tù giam. Thiết nghĩ đây cũng là bài học và là lời cảnh báo tới những người đang sử dụng mạng xã hội để viết và đăng tải các thông tin có nội dung nhạy cảm.